Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết. Hiện người dân đã kết thúc công việc và bắt đầu kỳ nghỉ Tết. Ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Thời tiết ra sao hả chị Phương Ly? Dạ vâng ạ, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết âm lịch, thời tiết ở Nam Bộ sẽ hoàn toàn tạnh ráo, nắng đẹp để người dân có thể mua sắm và dọn dẹp đón Tết. Tại thành phố Cần Thơ thì nắng cả ngày nhưng mà không khí vẫn khá là dễ chịu. Nhiệt độ buổi sáng mai không quá 30 độ C, cao nhất vào đầu giờ chiều cũng chỉ khoảng là 32 độ C. Một số nơi khác ở miền Tây Nam Bộ cũng sẽ cảm thấy nóng hơn như tại Cao Lãnh, Vĩnh Long, Sóc Trăng hay là tại Châu Đốc, mức nhiệt phổ biến là 33 đến 34 độ C. Lên đến miền Đông Nam Bộ như tại Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đều là 34 độ C, riêng có Đồng Phú và Biên Hòa chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Tại thành phố biển Phú Quốc là nơi thời tiết dễ chịu hơn cả, có gió biển thổi đều đặn, nhiệt độ cao nhất ngày mai là 32 độ C. Với những quý vị muốn du lịch vào kỳ nghỉ Tết thì đây chính là điểm đến lý tưởng. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng đang rất êm ả, gió nhẹ, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,50m, trời nắng thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, gió ở đây là cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.